Xin chào mọi người đã đến với kênh APNDC, kênh giải trí về game Liên Quân với những kèo solo kỹ năng 1v1, những trận đấu trí 5v5. Ngoài ra thì còn có những pha highlight khá là hay và hấp dẫn. Mọi người xem thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Giới thiệu qua về đội hình hai bên thì ở khu vực đường rồng sẽ là kèo Capenny Zip đối đầu với cả Lavi cũng như là Arduin. Ở khu vực đường mid sẽ là kèo Didac đối đầu với cả Điêu Thuyền. Ở khu vực đường top sẽ là kèo Bright đối đầu với Hayate. Và ở khu vực đường rừng sẽ là kèo Lữ Bố đối đầu với cả Lakarot. Liệu rằng Lữ Bố còn hợp meta và khỏe hay không thì mời mọi người theo dõi clip này. Sau đây là một tình huống gọi là solo kill của Lữ Bố cũng như là Điêu Thuyền. Một pha gọi là bật lóc nhà thành công đến từ Lữ Bố, khi mà con bài Điêu Thuyền với Lữ Bố là một bộ đôi chơi sinh. Tiếp theo đó là một tình huống di chuyển xuống đường rồng để hỗ trợ cho Zip khi mà Tenta đã mất đi trụ đầu tiên ở khu vực đường rồng. Một pha gọi là combo tiễn Lavi tem bạn lên bảng điểm số. Tiếp theo đó thì quay lại đánh trực tiếp vào vị trí của Điêu Thuyền khi mà bỏ qua con bài Arduin. Con bài Arduin là một con bài tanker nên là mình không nên dồn đam một con bài Arduin quá sớm. Sau đó thì là một pha gọi là 3vs1 và tiễn nốt Arduin tem bạn lên bảng điểm số. Tiếp theo đó là một tình huống thủ nhà ở khu vực đường mid. Con bài Điêu Thuyền cùng bài Arduin đang khá là khó chịu. Một pha gọi là cố gắng đuổi vào vị trí của Điêu Thuyền nhưng mà Capenny Tempta đang khá là nhanh tay với pha đại liên. Tiếp theo đó thì mình có một tình huống gọi là bật ulti lên băng trụ lấy đi mạng của Arduin. Và sau đó là di chuyển sang cố xin đi con ếch xanh của Lakarot. Lakarot đang có một pha gọi là phản đam khá là gắt. Navi cũng đang ở khu vực này và lấy đi mạng của mình. Một tình huống di chuyển lên hỗ trợ hơi chậm của đồng đội. Sau đó là một tình huống ăn kinh công đến từ Tempta. Bright Tempta đã lấy được con kinh công. Lakarot đang có một tình huống lao vào nhưng mà pha này là phải về tế đàn nhanh hơn. Tiếp theo đó là những tình huống phản đam đến từ Tempta. Arduin tem bạn cũng đã bị mình hạ gục. Navi với lượng máu khá là thấp thì đang cố gắng chạy về nhưng mà pha này hơi khó để mà chạy về khi mà Tempta có 4 thành viên truy đuổi. Tiếp theo đó là một tình huống di chuyển ra đường mid để hỗ trợ cho Bright, thì Bright đang có một pha gọi là cân đôi đánh Điêu Thuyền với cả Hayate. Sau khi Điêu Thuyền bị hạ gục thì Bright Tempta cũng đã phải nằm xuống. Mình đang cố gắng bắt vào vị trí của Hayate khi mà con bài Lakarot đang phản đam khá là gắt. Tempta đang có một pha backdoor đến từ Zip cùng Didac và Capenny. Một tình huống backdoor thành công. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi clip và chúc mọi người một ngày cuối tuần nó vui vẻ.